Đây là Mi Ray 27 tuổi, quốc tịch Campuchia, ở thành phố Phnom Penh, vương quốc Campuchia. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm tuyên phạt Mi Ray Niang, bức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, chiều 2 tháng 12 năm 2019, tại máy soi luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Miexraniang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Số ma túy được Miexraniang để trong năm gói hình vuông đặt trong vali. Kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Tây Ninh số ma túy là methamphetamine khối lượng hơn 4,9 kg. Quá trình điều tra Miexraniang khai nhận. Khoảng tháng 10 năm 2019, qua mạng Facebook, Miex có quen một phụ nữ tên Lina, tên thường gọi là Tiara, quốc tịch Campuchia. Thời gian này, Lina thường cho tiền Miex tiêu xài. Ngày 30 tháng 11 năm 2019, Lina đến nhà Miex và thuê Miex mang một chiếc vali từ Campuchia sang Việt Nam với tiền công 100 đô la Mỹ. Khoảng 8 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2019, Lina mang vali đến sau chợ Laza Chonchari giao cho Miex cùng hai vé xe buýt về Việt Nam. Lina dặn Miex khi nào đến bến xe ở Việt Nam gọi điện sẽ có người ra nhận và căn dặn Miex sau khi giao vali xong thì đón taxi về khách sạn ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh chờ Lina chỉ dẫn tiếp. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12 năm 2019, Miex lên xe buýt từ thành phố Phnom Penh đi Việt Nam. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, xe buýt chạy đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Miet xuống xe và mang vali vào trong khu vực hải quan để làm thủ tục nhập cảnh thì bị bắt quả tang.